Trời ơi là trời, giờ này mà còn ngủ, con lại mấy ông mấy bà làm ơn thức giùm con cái. Ngủ giờ này còn ngủ à? Dậy đi, dậy hết đi. Vậy con lo tập vợt đi chứ. Mùng của thằng nào đây? Dậy này. Trời ơi thằng mót mày dậy không mày? Dậy à, tụi bay à, đi vô gan chơi là ngủ. Trời ơi, mày dám kêu tôi là tụi bay chứ. Trời ơi trời, ngủ hả mày? Dậy. Ta nói rồi à nè, ta không có mắc mới cho tụi bay nè. Mũi người ta còn đập ở đường đó tụi bay à. Rẽ con hồi người ta cho ăn đá à. Ê cha, ngon nha. Rồi cho tao ăn đá nữa ha. Được rồi, nằm đó đi con. Tao cho mày tắm nè. Tắm nè. Mưa, mưa hậu đài đâu. Tháo băng rôn đem vô. Mưa đầu mùa, mưa đầu mùa. Đem trong tờn vô nhanh đi. Để ước đồ ông bầu ông. Ông bầu ông. Ông sao, ông sao vậy? Hả? Ủa, ông bầu. Dạ. Tao sao? Dạ, đâu có sao đâu. Con đi ông bầu. Đứng lại mày. Dạ. Mày đi đâu đó? Dạ, con răng dọn đồ vô mưa ướt hết đồ. Ai nói mày mưa? Mưa hồi nào? Nãy mưa rõ ràng rồi con ngủ. Trời mưa ướt mình mẩy con trơn lên trời nè. Nè, mở con mắt lớn ra nhìn kìa. Dạ. Thằng khùng. Dạ. Mưa đâu? Mưa hồi nào? Ê bộ mày tính trù mặt tao hả mày? Ủa, đâu có mưa ha? Ừ. Rồi con biết rồi. Chắc là thằng khốn nạn nào chơi các cơ tạng nước lúc con ngủ chứ gì. Ê, mày chửi ai vậy mày? Dạ phải chửi chứ. Dạ con đây phải chửi cho há giận mà thôi. Con đâu mắc mớ gì, sao nhân tâm nỡ đành tan nước vào mình con, cho ướt đầu hết trơn. Tao kêu mày im, mày mà nói một hồi là tao bóp cổ mày à. Nhưng mà con tức quá, trời ơi, không thể chịu được đâu. Phải chửi cho đã lòng, ngay thứ gì sổ sàng. Ai chọc kẹo tụi bay, ai mắc mớ gì bay. Trời ơi, cái thằng trời ơi. Dạ còn chửi nữa, nếu để cho tao biết đứa nào đã chơi ngang, tao ăn thua hết mình. Đâu thử coi đứa nào ngon ra miệng giùm coi, ngon ra miệng giùm coi. Trời ơi, tao biểu mày im chưa? Nghe chưa, ông để con chửi đã miệng mà. Tao ăn cái gì của ông, của bà, ông giải mày hay sao? Hả? Trời ơi, mày mày im, mày... im chưa, mày im chưa. Không nặng, không mất dạy. Im chưa. Cho mày chửi. Cho mày chửi, tao giết mày luôn. Mày biết chưa? Ai biết mày chửi mày? Khát tiếng lắm sao làm ngoại vụ. Muốn chửi là chửi thằng khốn nạn rồi. Chửi ông sao? Nhưng mà mày biết thằng khốn nạn nó là ai không? Là tao nè. Ông nói gì? Tao tạt nước mày đó. Mày chửi nữa không? Chửi đi con. Dạ thôi, không chửi nữa đâu. Chửi thầm. Con tưởng lần nào biết ông bầu không dám chửi nữa. Ờ vậy là biết khôn đó con. Dạ. Biểu mày. Thôi ông bầu nói đứng xa chỗ bóp gỗ. Biểu mày. Ông bầu cần đi nói. Mày có biết giờ đây là giờ gì không mày? Dạ biết. Giờ gì? Anh đâu biết giờ gì. Trời đất ơi, mày giỡn mặt cái tao hả mày? Không có mày giỡn, nhưng mà đoàn ca nhạc này từ nào đến giờ đâu có nội quy thông báo gì đâu mà ông hỏi giờ giấc con. Ờ ha. Dạ. Cái thằng này nói nghe cũng có lý. Dạ. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ tao sẽ đặt ra nội quy. Hả? Ông Mậu nói sao? Kể từ giờ này à? Đúng. Phải nghe lời tao xuống lệnh liền. Từ giờ này nội quy ban ra, ai mà không nghe không chấp hành thì tao liền tay cúp lương đuổi liền. Đúng 8 giờ thôi lập tức dậy liền. Còn thầy đà lôi thôi không nên lo liền bài ca diễn buổi chiều. 6 giờ cơm trưa ngủ bao nhiêu tỷ ý. Rồi rồi rồi. Dạ thưa ông bầu, ông nói vậy cho đoàn này con thấy có bộ khó lập nội quy lắm ông bầu ơi. Không có gì mà khó cả. Lập tức phải truyền lệnh tao xuống. 8 giờ sáng cả gánh hát thì phải thức. Uống cà phê rồi lập tức tập trung tập bài ca cho tới 10 giờ. Xong cơm nước 12 giờ đi ngủ. Đi ngủ cái bà đi ngủ. Bao nhiêu đó là con nghe đã khó. Sao khó? Bởi nào giờ cơm nước rất lôi thôi. Cũng có khi ăn 9-10 giờ hít hít. Gặp mưa gió 1-2 giờ thì cũng có. Bởi lúc đó vì kẹt mưa gió. Còn bây giờ trời nắng chang chang. Nếu không nghe thì tao đuổi luôn mày. Ngay tức khắc truyền lời tao xuống. Biết, con biết, con biết, con biết. Dạ biết rồi ông bầu.
Nên đừng đuổi con tội nghiệp của ông Bồng. Biết rồi sao còn đứng đó? Đi kêu tụi nó tập liền. Dạ dạ con đi liền. Đi liền sao còn đứng đó vậy? Bồng cho xin điếu thuốc. Xin thuốc nữa hả? Dạ. Tiền mày đâu mày không mua thuốc hút mày xin hoài vậy? Ông Bồng cũng biết mà, tuần trước hát được rồi, lương cưa lương cắt. Đồ mi thôi sao? Đã đồ mi mà còn đồ mi cưa nữa chứ. Tuần này nghỉ khỉa mấy ngày rồi, quá thấy bà nội tiền đâu mà có thuốc. Thôi ráng đi con. Dạ. Mày mốt hát khá rồi ông tính lại cho mà. Ô Màu ơi, con theo ông 3 năm rồi, có đêm nào mà được lãnh đủ đâu. Hãy hát đông mà ông nói tụi nó chui lỗ nhiều, tụi nó quậy ngoài cửa để vô. Chứ mà con nói thiệt nè, con có thấy ai quậy đâu, toàn là ông la ẩu không. Trời. Rồi bây giờ mày đứng mày cãi tao đâu với tao phải không? Thằng quỷ, đi chưa? Dạ đi. Đi. Dạ đi mà. Tối nay tao cúp lương tao đuổi mày luôn cái thằng quỷ. Có đứa nào đó không? Kêu nhỏ mưa nữa tao biểu coi. Dạ, dạ ông Bầu kêu con. Con trời. Con cái gì? Qua nói với em hoài, xin em được rồi. Nói con nó tổn thọ lắm. Làm vậy qua ngại lắm, lại đây. Dạ, dạ con không dám đâu. Con sợ bà lắm. Làm gì sợ? Không có sợ ai hết á. Ở đây qua là trưởng đoàn, qua là trên hết. Không có sợ thằng nào, con nào hết á. Ông Bầu ơi, ông Bầu nói nhỏ nhỏ một chút. Không kéo coi chừng không còn cái đầu mà đội nón bây giờ. Còn lâu mới có chuyện đó. Qua nói thiệt với em. Ông Bảo. Gì? Bảo làm gì vậy? Làm trưởng đoàn với làm gì hỏi. Mà ông Bảo kêu con ra đây có chuyện gì vậy? Có chuyện mới kêu chứ không có chuyện kêu ra đây làm gì. Nè, qua thấy cái vụ mà múa lửa hổm đó nghe. Làm như có những cái đoạn không có thành công lắm. Bây giờ không có em tập lại cho qua coi thử được không? Em tập lại? À. Dạ em làm liền. Khoan. Trời ơi, tập thì phải làm như thiệt chứ. Vô thay đồ đi, thay vừa hổm vậy đó. Thay đồ? À. Trời đất ơi, tập mà thay đồ làm chi vậy ông Bầu? Thì hả? Thì thôi con không thay đâu. Thôi được rồi, tập đại đi. Bắt đầu. Bộ có chỗ nào không vừa ý sao? Không có vừa ý gì hết trơn á trời á. Em biết đó, múa lửa là hay, phải không? Dạ. Nhưng mà hình thể phải tạo thêm phần hấp dẫn cho người xem chứ. Thế cho nên khi đó đi nhịp là phải lắc qua, lắc lại. Biết chi không? Dạ, chi vậy ông bầu? Cho mông kia xoay tròn, người quay con mắt tăng tăng. Còn mắt em đã tròn, cần liếc ngang đưa tình. Ôi nó đẹp làm sao, qua cũng mệt gì em. Nhưng em đây không rành, làm sao liếc mắt đưa duyên. Còn lắc mông qua nhiều, sợ khách xem xe cười thôi. Em không dám làm, đâu sợ nghệ thuật mình sai. Ôi trời ơi, ăn nhầm gì em ơi. Thời buổi bây giờ bám theo nghệ thuật là húp cháo rùa. Càng phi nghệ thuật chừng nào thì khán giả lại càng đông, thì nó mới bảo tồn được cái bao tử mình chứ. Trời ơi ông Bầu ơi, qua biểu thì em là... gì? Ông Bầu, như vậy là không có bền đâu. Bền cái gì? Qua biểu em cái làm đừng có cãi qua nè. Cái tay này nè, cái tay này, nhất là cái tay này nè. Đó, cái tay này phải dơ cao lên vậy nè. Đó, phải không? Rồi bẻ nó lại vậy nè. Đó. Chưa, cái mông phải lắc qua bên này. Cái mông để qua này, đó, cao vậy đó. Đó, thấy không? Rồi con mắt đó, phải liếc qua bên này. Đó, liếc qua đó. Đó, đó, vậy đó. Trời ơi, ông Bầu, ông làm gì vậy? Làm trưởng đoàn với làm gì hỏi hoài. Trưởng đoàn. Trời ơi, cái gì nè? Đó, đáng đời chưa, tôi nói mà không nghe. Trưởng đoàn mà vậy đó hả? Vẫn chơi hoài, lớn tuổi rồi vẫn chơi kỳ quá. Vẫn chơi cái gì? Vắng mặt tôi cái là ông trộn hồi dê rồi à. Thôi ông đừng có nhiều lời quá
gần 60 vẫn chưa nên người. Ông xinh mà. Toàn đi quơ quào với người ta chi. Vẫn chơi về. Già cũng không tha trẻ ông không ngại. Ông đã già có biết không sao tánh tình chẳng giống ai. Thôi mà bà, tôi lỡ lần đầu mà. Lần đầu hả? Lần đầu của ông là lần thứ mấy rồi? Già dạ, 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 dạ. Đi mày, tôi lộn xộn. Ai kêu mày vô đây? Mày biết tao với bà mày đang tập tù không? À, đang tập tù mà tù gì vậy ông? Võ Đại Lang bắn phở mày. À, con đành rồi. Tù Võ Đại Lang bị Kim Liên đánh rồi ha ông. Đi mày, đi. Nè, chưa thể đi được ông. Tại sao vậy mày? Con chưa báo tin quan trọng cho ông nghe mà. Tin quan trọng? Dạ. Nói nhanh đi mày. À, thưa ông bầu, có anh nói là văn hóa thông tin cần gặp ông á. Trời ơi, nãy giờ sao mày không chịu nói hả? Ông có hỏi con đâu mà con nói. Thôi đi ra mời người ta vô đi, lẹ lên. Dạ dạ, con đi liền. Thôi nghe bà, cái chuyện hồi nãy gác lại đi nghe. Chút nữa rồi mình tính tiếp nghe không? Bây giờ tôi phải tiếp khách nha, đừng làm tôi mắc cỡ à. Được, tôi sẽ tạm ngừng tập 1 tại đây. Một chút khách về tôi sẽ diễn tiếp tập 2 cho ông biết tay á. Trời ơi trời, vợ mà làm như là chị tôi vậy đó. Tôi cho bà biết nghe, không phải tôi sợ bà đâu nghe. Đó chẳng qua là vì tôi nể chút xíu thôi. Mà vừa thôi à. Làm quá đó, có ngày tôi đá bà một cái là bà bà. Trời. Ông trưởng đoàn đòi đá ai vậy ông trưởng đoàn? Dạ. Đâu có đá ai đâu. Nhà em đang tập tuồng. Dạ. Ơi, vậy sao? Ông trưởng đoàn mà cũng biết hát nữa sao? Dạ biết chứ. Rồi trưởng đoàn mà không biết hát là tụi nhỏ làm khó là sao? Dạ, em hát là bá phát. Ý quên nữa. Dạ mời anh ba ngồi. À, anh ba hút em điếu thuốc anh ba. Thôi cảm ơn ông. Không tôi, không, không 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 làm với em điếu đi. Dạ. Có thuốc đâu rồi? Ý chà, hết rồi. À, có nào đó không? Kêu bả mua cho tao không có thuốc coi mày. Dạ, thôi khỏi, cảm ơn. Tôi không biết hút đâu ông trưởng đoàn. Dạ. À, anh ba ơi, chẳng hay anh ba ghé đoàn ca nhạc của em có chuyện gì không anh ba? À, thì cũng không có gì. Dạ. Tôi ghé đây trước là để thăm ông trưởng đoàn với dạ. lại anh em ở trong đoàn. Cảm ơn vậy. Dạ, cũng để hỏi thăm coi cái tình hình của đoàn mình đêm nay nó diễn thế nào đây. Ôi, tưởng cái chuyện gì chứ, cái chuyện đó anh ba khỏi lo. Chương trình của đoàn này đó hả, diễn là hết ý mà. Ngoài những bài ca trữ tình lãng nhách nè. Không phải, phải trữ tình lãng mạn. Đoàn còn có tấu hài nè, kịch vui nè, xiếc nè, đặc biệt có múa lửa đó anh ba. Trời ơi, chương trình phong phú đến như vậy sao? Trời ơi, tôi nói thiệt nghe, đoàn của em đi từ nông thôn đến thành thị, vùng sâu ngõ hẻm, đình chùa trên núi, ở dưới ghe khắp mọi miền trong đất nước. Trời ơi, đi đến đâu á cũng được hàng ngàn khán giả say mê đông đúc, đi coi nghẹt đường hết trơn. Xem xong có còn thì tiếc đột thêm lần lần. Rồi ngày mai vé tăng thật nhiều, nhiều hơn đêm trước luôn. Tôi thề không nói dốc, ha ha. Rồi anh xem. Trời ơi, vậy thì tôi mừng cho bà con ở đây đó nghe. Đêm nay được xem một chương trình đặc sắc của đoàn ông đó ông bầu. Dạ, anh ba cứ tự nhiên lấy giấy thiệp coi nè anh ba. Nè, đây thiệp đây. Dạ. Thôi, không có cần đâu. Mua 1-2 vé hát để ủng hộ cho đoàn vậy mà. Dạ, anh ba tốt quá. Thôi, ông trưởng đoàn ơi. Dạ. Còn cái số diễn viên và nghệ sĩ ông quảng cáo ở trước bãi đó, đêm nay có đủ không vậy ông trưởng đoàn? Đủ hết trơn á, trời, anh ba yên chí. Bảo Quốc nè, Di Phương, Lê Công Tứng, Anh Quốc Hòa, Lý Hùng, Lý Thu Thảo, tất cả đều có mặt hết trơn cái trời á. Vậy thì tốt lắm. Thôi xin phép ông tôi về ha, để chuẩn bị tối đi xem nữa. Dạ. Em tôi về nha ông trưởng đoàn. Dạ anh ba về. Dạ anh ba về. Dạ anh ba về. Gửi lời thăm chị ba nghe anh ba. Dạ. Bầu ơi, ông bầu ơi, ông bầu ơi. Chuyên môn vậy không? Ăn bao. Nó nhỏ được hả? Dạ. Tao ngồi đây mày kêu dữ vậy? Dạ, ông bầu ơi, trời tối rồi, không biết ông bầu có hát nổi không để con quảng cáo á. Ê, bộ mày ham nghỉ đó mày. Đâu có. Mấy giờ rồi? Dạ, 6 giờ rồi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi. 6 giờ rồi mà lạnh tanh như cái chùa Bà Đanh vậy đó. Không chịu quảng cáo gì hết trơn cái trời á. Mở máy nhanh lên. Quảng dạ, cáo lên. Dạ, dạ, mở máy liền. Dạ. Tụi bay đâu? Chuẩn bị sân khấu nhanh lên. Giờ này mà chưa quảng cáo gì hết trơn cái trời à. Nghệ sĩ đâu rồi? Là quá trang rồi đi chứ. Nè, mày nhớ quảng cáo nghệ sĩ hết băng rôn cho tao nghe. Dạ dạ nghe. Đã tối nay có hát rồi, đã quá. Nhanh lên, tất cả nhanh lên đi, chậm quá. Dạ dạ dạ. Quảng cáo đi mày. Dạ quảng cáo liền, quảng cáo liền. Alo. Alo thử máy, alo. Alo.
một hai ba má, một hai ba má, một hai ba bốn, học nay mai trốn. Ê ê ê, mày giỡn mặt thôi nè, để vô cái mỏ rồi bây giờ. Alo, alo, trời máy nghe nhỏ quá ông bầu ơi. Thì mày la lớn lên. Alo, alo, mở mở lên chút nữa coi thằng quỷ. Trời ơi, máy gì như vậy, kêu hết cỡ rồi hả? Trời ơi, vậy ai nghe? Không nghe thì thôi, tao nghe đủ rồi. Đọc lớn lên đi. Dạ. Quảng cáo nhìn lên đi. Dạ, dạ, quảng cáo liền. Dạ, kính thưa quý vị ân nhân kính mến, đêm nay là xuất khách đầu tiên của đoàn nghệ thuật tổng hợp Sống Ngàn Nơi. Hân hạnh chào đón quý vị với một chương trình tổng hợp đặc sắc nhất, ăn khách nhất hiện nay. Giữa chương trình này gồm có mấy thằng quỷ nhỏ, ung dịch, tụi bay làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi trời, mày quảng cáo rồi mày nói luôn trong video chết tao được mất. Mấy nhỏ nó phải trong lòng bầu này nó phải. Kệ nó, thì mày lo cái chuyện của mày đi. Dạ, dạ, xin lỗi. Dạ, kính mời quý vị đến với đoàn tổng hợp Sống Ngàn Nơi của chúng tôi. Quý vị sẽ chứng kiến đêm đồ các đảng cô hồn ông binh. Trời ơi, lắm quá rồi, trời ơi, hết nói rồi. Hả? Dạ. Cái gì vậy mày? Mấy con quỷ nhỏ nó phá, nó chọi đồ ui nè. Trời ơi, thì mày đuổi nó đi, mày nói cho video hoài vậy. Con lại mấy cha, cảm ơn đi chỗ khác cho để con làm ăn đấy mấy cha. Mày lấy cái video ra. Nè, cha, quên. Giờ con giới thiệu con để vô chứ. Với chương trình năm nay gồm có những tiết mục đơn song ca, trích đoạn cải lương, xiết tấu hài, với một chương trình quy mô mà chúng tôi đã thành công trên bước đường lưu diễn. Đặc biệt đêm nay, quý vị sẽ gặp gỡ giọng ca quen thuộc nhiều cảm tình với khán giả nhất hiện nay như Nhã Phương, Bảo Yến, Diễm Hương, Hoa hậu Lý Thu Thảo. Và đặc biệt là sự góp mặt của đôi Nguyên Hương bàn bạc ăn khách nhất hiện nay, Lý Hùng, Lý Bụng. Trân trọng kính mời quý vị nhớ tranh thủ thời gian đến để thưởng thức chương trình của chúng tôi. Đêm nay, quý vị sẽ được cười nghiêng cười ngửa với đệ nhất danh hài Bảo Quốc, Duy Phương, Minh Nhi, Hữu Châu, Quốc Hòa, Kim Ngọc, Hồng Dân, Hữu Nghĩa và danh hài Bảo Trung. Cũng như quý vị sẽ được nghe làn hơi phong phú, giọng ca đầy truyền cảm của đôi tài danh Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hằng, Châu Thanh và nhiều giọng ca khác đặc biệt. Với tiết mục múa lửa của nữ thần múa lửa Kim Ngân, trân trọng kính mời và kính mời quý vị. Thôi thôi thôi, thôi. Được rồi, được rồi. Vì cho quản lý sân bãi lẹ lên, bán vé vô cửa lẹ lên. Dạ, dạ, dạ. Giờ quản lý sân bãi đã bắt đầu đề nghị tổ tiền đài tiến hành làm trật tự để cho khán giả vào cửa. Tổ ban và soát vé tiến hành làm việc ngay từ giờ phút này. Đề nghị. Ê ê ê ê, trốn mà, trốn mà. Mấy nhỏ núp trong kia kìa, đuổi nó ra, đuổi nó ra. Đó đó, trong góc đó, đuổi nó. À, dạ kính thưa quý vị, phòng vé chúng tôi đã mở cửa để phục vụ quý vị. Kính mời quý vị đến phòng vé chọn cho mình tấm vé để bước vào bên trong sân bãi xem như bằng được chương trình đêm nay. Trân trọng kính mời và kính mời. Nhanh lên đi tụi bay, lẹ đi. Ủa rồi ban nhạc nó hết trơn cái đợi rồi. Xu đâu? Trời 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 trời, giờ này mày ra mày cửa mày làm gì tính cơm thì cửa mày. Đi vô. Mày bị kênh hả, mày kênh hả? Nó soạn đờn, soạn trống, đâu lo, lo gì đâu không à. Ông bầu ơi, ông bầu ơi. Không xong rồi, ông bầu ơi, không xong rồi. Cái gì vậy mày? Hả? Cái gì mày, mày la ông nội mày chết hả? Dạ không có, ông nội con chết lâu rồi, đâu có dính dáng gì tới chuyện này. Cái gì vậy? Dàn nhạc nó trốn hết trơn rồi, còn con đứa. Trời ơi, còn đứa thì xu tao đưa gì, đâu có lo gì, đâu có sao đâu. Giờ biết làm sao đây. Không có ai sao đâu mà sợ. Trời ơi, đúng là cái lũ không lương tâm mà. Ông bầu ơi, tính sao, tính nhanh đi, trễ quá rồi ông bầu ơi. Không sao, tao tính nè. Dạ. Thằng xu đánh họ. Dạ dạ. Thằng Bin thì đánh đàn. Dạ. Còn thằng Tống nghỉ rồi. Dạ. Mày đánh. Bây giờ biết coi sao được không ơi? Được, tao nói được là được, mày nghe tao đi. Tao ta lắc xê mày lên mà. Dạ dạ. Rồi chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn ha. Dạ. Phận sự ai đó lo. Dạ. Đi đi để tao lo việc này. Dạ, dạ, ông Trung dạ. Ơi, ông Trung ơi, không xong rồi ông Trung ơi. Cái gì nữa đây? Trời ơi, nhạc sĩ thì trốn, ca sĩ thì nghỉ hết, còn có mấy đứa thì làm sao mà hát kệ bây giờ? Kệ nó, còn bao nhiêu thì hát bấy nhiêu. Ơi, trời đất ơi. Mai dọn, đừng lo gì hết trơn rồi. Trời ơi. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Lấy ai làm cho đủ chương trình mà chuẩn bị hả? Bà hát, trời. Tôi hát, trời. Mót hát, thằng Xu hát, còn hai đứa ca sĩ kia hát, hát tới sáng luôn. Nè 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 nè, ông đừng có làm liều nghe. Theo tôi thấy thì mình nên cáo lỗi trả vé đi ông à. Cái gì? Trả vé hả? Ừ. Còn lâu à. Sao còn lâu? Bà nghĩ coi, miếng ăn đưa tới không ăn, bà lại quăng đi. Ngủ sao ngủ gì ngủ quá chưa tôi ngủ dừng. Trời đất ơi. Trời ơi, khách đông như vậy làm sao ta kiếm ra, sao lại ta vé. Nhưng mà mở màn hát luôn. Nhưng ông không thấy đêm nay có còn ai đâu, bao nhiêu cô nào anh kém đều đi hết rồi. Để nó. Làm sao ăn cho đủ giờ thì ăn sao nói sao với lại khán giả. Nghỉ giùm đi ông. Trời ơi. Nghỉ hát hả? Ừ. Tôi
Triền Lĩnh. Sao? Hát là hát. Trời chuẩn bị kéo mang. Dạ, xin đại diện cho toàn bộ diễn viên nhạc công xin kính chào quý vị khán giả. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu ban nhạc trẻ. Quý vị đã từng nghe ban nhạc Ba Con Mèo thì đây phần trình diễn của ban nhạc Ba Con Chuột. Một ca ơi, ca xuống, ca xuống, ca đi bên, ca đi bên. Rồi ca luôn. Ca không có chỗ. Ca ơi, ta biểu ca. Một. Chiều này gió đông về dần dần trên bên. Thằng Bót, trời ơi, Khánh Lệ đâu? Ra đi để tăng mo sao? Ra! Và kính thưa quý vị, đây Khánh Lệ, nhạc phẩm Gặp Nhau Làm Ngơ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Cảm ơn quý vị. Phương, lỡ đấy em, lỡ đấy. Tới em rồi. Nè, ráng nghe em, ráng nghe. Em còn lên nữa, ráng giúp anh lần này. Nãy giờ tụi nó bèo lắm. Chỉ có một mình giọng ca em là trời ơi, thôi hỏi hết đối nổi luôn. Ráng nghe em. Tối anh bồi dưỡng cho. Dạ thưa quý vị, đây là tiếng hát của Hải Phượng. Dạ thưa quý vị, với chiếc áo bà ba, Hải Phượng sẽ trình bày. Quý vị ơi, còn chần chờ gì mà không trông, tạm hóa tay các bạn. Cảm ơn các bạn. Thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh, non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Lớp lớp tàu tê muôn đời im tiếng thở, sùng mỹ hàng hàng giữa một đai sông sâu. Với chiếc tuồng con gái cùng trai pha giặc, Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Trời ơi, chết rồi ông ơi, chương trình nãy giờ nguôi quá, khán giả ngủ hết rồi, nhạc buồn không à, làm sao bây giờ đây? Trời ơi, lo gì, đó là nghề của tôi mà. Tôi ra tôi xiết một cái là tụi nó cười ngã nghiêng ngã ngửa, nó quên hết trơn cái trọi à, đừng có lo gì hết á. Xiết. Sẽ giao số tiền đó lại cho ông. Còn không á, số tiền đó sẽ được xung vào công quỹ và còn truy tố ông về cái tội lừa gạt quần chúng, lừa gạt nhân dân nữa đó nghe ông. Trời gì vậy? Trời ơi, trời đã hại tôi rồi. Ông Trung à, con cũng dính một miếng. Trời ơi, tiêu cái bóp ba nhạc ba con chuột. Ông Bảo ơi, từ từ đi ông Bảo ơi. Từ từ cái gì vậy? Biết
Giờ này là mấy giờ chưa? Mấy giờ mấy giờ? Đi bộ gì mà từ 3 giờ khuya tới 11, 12 giờ trưa không cho nghỉ. Làm sao không chịu nổi? Không nổi cũng phải ráng nữa mày. Tao già rồi mà tao không than mày sức trẻ cho con trâu gì mà còn than hoài à? Thôi đi anh nổi rồi ông bầu ơi. Nói thiệt với ông bầu ơi. Nói cái gì? Mày muốn nói cái gì? Bây giờ con đã hết đi được rồi. Quay quá ông bầu ơi. Trời ơi ghê quá. Giờ mà không ăn con nằm đây chớ chẳng có đi cùng. Đòi ăn. Trời ơi con đói. Đói rung nè trời ông ơi. Cho miếng gì ăn còn không. Con chết đi là bởi ông bầu. Thứ đồ gì đâu. Sao đói la âm sầm. Con đứng đây hoài đằng kia mới có băng chớ ở đây gì đâu mà ăn thôi đang giùm đi lè lên nhớ đứng đây miệng cứ la hoài ráng đi giùm con tao lại mày thôi khỏi lại lộn gì hết bụng đói chân run tứ chi bãi quẩy đầu óc quay cuồng không thể nào bước nổi bây giờ mày không đi phải không nếu không đi thì tao đi trời ơi là trời ngõ xuống mà gói nè đồ tàn nhẫn đường vô nhân đạo đồ mới dương sức đứng người ta đói mà không cho ăn để trả này mày đính mày đồ điên tao không hỏi mày trời ơi tao cũng đói vậy bộ mình mày đói hả tại vì ở đoàn ông cho ăn cơm mới lường không à ông thì ăn đủ no lương không có làm sao mà ông đói ê bộ mày tính ra đường mày biểu xấu tao hả mày biểu xấu cái gì con nói đúng với bộ nói sai á mày thấy đó tao mà còn không có tiền thì làm sao mày có lương được còn cái vụ ăn cơm lường đó trời ơi đâu phải tao kẹo đâu là tao muốn tập cho cái bao tử tụi bay cho nó quen dần khi trời mưa gió rồi không có cơm ăn rồi bao tử nó cỡ đó thôi biết chưa thôi đi con đi với ông lại đằng kia ráng chút xíu đi về đoàn ăn luôn ông muốn ăn bây giờ ông cho ăn đi ông bầu ơi đói quá bầu ơi đói trời sao mày làm giống con nít quá vậy mày hả nín giùm tao coi trời con sợ cha quá rồi cha để con kiếm hủ tiếu gõ cho con cha ăn hủ tiếu gõ là hủ tiếu gì ông bầu hủ tiếu gõ là hủ tiếu của mấy đứa nhỏ nó có gõ nó có chưa biết không thôi đi ông bầu ơi giờ này mà kiếm được xe hủ tiếu đó chắc là con biến thành ma rồi ông bầu ơi bên đường có bán hủ tiếu vậy ông bầu qua đó ăn đại đi cái xe đó sang quá tao ngại nó mà đi đại đi mà nhưng nhỉ gì nữa đi hay à, chào anh hai chào anh ba mời vô đây đây ngồi đây ngồi đây đây ngồi xuống dạ hai thằng anh hai anh ba ăn cái gì đó ở đây có bán cái gì ăn kể ra coi không lè lũ hết trơn á trời á cơm thì có cơm gà nè cơm sườn nè cơm xíu mại hột vịt chân hột vịt muối hột thôi đem hết ra đây ơi mệt đừng chết mà ăn cơm cái gì ăn không vô đâu ăn không cơm không vô à ăn cơm không vô là ăn hủ tiếu lê hủ tiếu thì được mà ở đây bán hủ tiếu gì lè lũ hủ tiếu á hủ tiếu hoành thanh hủ tiếu heo hủ tiếu bò hủ tiếu sườn hủ tiếu khô hủ tiếu hủ thôi hủ hoài đừng có cãi nữa cho hủ tiếu đi hay da à hai hủ tiếu lê hai lị lúa lào heo lúa lào bò chủ quan tôi với ông mà không có mến lòng mà nghe sao ông dám kêu tôi là heo với bò chứ sao vậy hả hay da hay da gì có quánh đâu mà hay da lị hiểu lầm ngộ rồi sao ngộ muốn lối heo bò đây là hai thằng anh ăn hủ tiếu heo hay hủ tiếu bò chứ ai dám lối đó là hai anh là bò với heo đâu sao giờ này chưa thấy ông bầu tao nói có mà mày làm gì hấp tấp dữ vậy mày trời ơi với khán giả họ nhốn nháo rồi họ nói ông bầu nói xạo á xạo gì gì xạo nói xạo được rồi
sau tiết mục này mình cho giải lao 5 phút để tao nói chuyện với khán giả. Giải lao gì 2 lần rồi. Tao hiểu mày giải lao rồi, mày giải lao mày cãi tao cái gì? Nè nè nè, xong tiết mục này giải lao tập 3, 5 phút nữa. Dạ, kính thưa quý vị khán giả ân nhân kính mến, tôi là Bầu Chung, đại diện cho 40 anh em nghệ sĩ của đoàn tổng hợp Sống Ngàn Nơi, có đôi lời gửi đến quý vị khán giả rằng đêm nay tôi có tăng cường danh hài Di Phương để phục vụ quý vị khán giả. Tôi cam đoan rằng trong vài tiết mục nữa thôi, quý vị sẽ được cười nghiêng, cười ngửa, cười về nhà vẫn còn cười với danh hài Di Phương. Quý vị yên tâm, quý vị yên tâm, anh hai bên đây yên tâm, tôi mà nói sai không có Di Phương đó nghe. Cho tổ giật tôi đi, tôi đã thề mà, tổ lấy nghề tôi đi. Nghề gì? Nghề làm bầu chứ nghề gì? Dạ kính thưa quý vị, xin ổn định trật tự. Để đáp lại lòng chiếu cố quý vị, xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu thưởng thức tiết mục với ca sĩ Hải Phượng. Hát bài gì? Dạ, Sầu Đông, Sầu Đông. Ai hỏi mày vậy? Ông bầu ngó con. Nói mày không phải hỏi mày, hỏi Hải Phượng hát bài gì. Dạ, Hải Phượng ơi hát bài gì đó? Ông bầu ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Dạ kính thưa quý vị, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Mời quý vị vỗ tay. Trên bên khi chiều nắng chưa phai, từ xa thắp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sông vui tươi đón chân tôi đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa yên vui đón dạ, chân tôi đến dạ, nơi đây. Bảo kêu con mấy giờ rồi mày? Dạ, 9:50 rồi. 9:50. Dạ, tốt lắm. Di Phương mấy giờ xuống vậy ông bầu? Mấy giờ xuống khởi đó mày? Nghĩa là có xuống là được rồi à? Bây giờ mày ra cửa đứng canh nha. Dạ. Khi nào Di Phương xuống mày cho tao hay liền nha. Chị vậy ông bầu? Kể tao. Tao biểu mày đi làm thì mày cứ làm đi. Lẹ lên. Dạ dạ dạ. Có nghe không? Dạ nghe. Đi. Dạ đi đi. Để lòng thương mến bao ngày tháng nơi xa, sông mai trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ông bầu ơi, ông bầu, ông bầu à. Cái gì vậy? Tới rồi, tới rồi, Di Phương xuống tới rồi. Di Phương xuống tới? Dạ mới xuống tới đó. Đưa micro cho tao. Dạ kính thưa quý vị, vì thời giờ có hạn nên chương trình chúng tôi tạm kết thúc ở đây. Xin hẹn quý vị vào đêm mai. Dạ kính thưa quý vị, chúng tôi không hề lường gạt quý vị. Chúng tôi có tăng cường nghệ sĩ Di Phương, nhưng hiện nay Di Phương chưa xuống tới vì đường xá xa xôi, chắc có lẽ là để xe hay là gì đó nên giờ chưa xuống được. Để bảo đảm sức khỏe quý vị còn lao động ngày mai nên chương trình chúng tôi tạm kết thúc ở đây. Không có giỡn đâu quý vị, em tin quý vị ra về dọc đường hy vọng sẽ gặp Di Phương. Kính chào quý vị. Thế là xong, thở tốn 1,5 triệu. Ông Chung, ông Chung đâu rồi, ông Chung đâu? Trời ơi, ông Chung ơi. Cái gì mà la âm sừng vậy bà? Trời đất thánh thần ơi, ông làm ăn cái gì mà kỳ cục vậy ông Chung? Tôi làm sao bà la kỳ, kỳ là kỳ làm sao? Tôi hỏi ông nè, sao Di Phương xuống ông không chịu để người ta hát mà ông chấm dứt chương trình ngang xương vậy chứ? Chứ bà trả biết lời. Đó, bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả? Ừ. 10:10 rồi. Ừ, thì mới có 10 giờ hơn mà chương trình đã hết rồi sao? Chứ hát trễ, rồi ngày mai làm sao bà con lao động nổi? Chứ lúc 9:30 mới hát, gần 1 giờ đêm mới giảng sao lúc đó tôi không nghe ông nói vậy? Ờ thì lúc đó khác, lúc này khác, tùy cơ ứng biến chứ. Không có khác cái gì hết á. Tôi ở với ông hồi đó tới giờ tôi không rành ông sao? Ông canh Di Phương vừa xuống tới là ông cho ao chương trình để khỏi phát lương cho người ta chứ gì phải không? Đúng, mà không có đó. Tôi nói là tại hết giờ rồi, bà nghe chưa? Bà nghe rõ chưa? Bà vợ muốn hại tôi hả? Nói ông hoài à, mà ông cũng không bỏ được cái cách làm ăn gian trá đó à. Có ngày à, có ngày sao? Có ngày đó ông Chung mà, có ngày trời đánh ông chứ được sao? Được thôi, ông muốn đánh tôi á, cứ để ông đánh à. Bầu Chung đây rồi, Bầu Chung đây rồi. Anh Chung ơi, anh Chung. Phương, Phương à. Em mới xuống hả Phương? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Em cái gì, em con khỉ. Anh làm ăn vậy hả? Ủa, anh làm ăn sao trật với em đâu, sao em nóng quá vậy? Tôi hỏi anh à, tôi nói với anh là 9:30 10 giờ được, khoảng đó là tôi xuống tới. Tại sao anh xuống tới đây là vậy, anh nói tôi nghe coi nào. Đừng có đóng mà thì nóng em... gì anh làm ăn kỳ quá. Không phải là kỳ, nhưng mà em nói với anh là 9:30 tới 10 giờ phải không? À, bây giờ em coi lại có mấy giờ rồi? À, thì là mới có 10 giờ là 15 chứ nhiêu. Ờ
Nhưng mà tôi tới đây là lúc đó là lúc tới rồi, anh đâu có biết đâu. Anh chỉ chiếu theo giờ có mặt tại sân khấu thôi, không có em cho cái giả về chứ sao. Trời ơi, nói thiệt chứ anh đừng có nói ngang ngược đó nha. Anh làm ăn vậy là điểu cán rồi thiệt anh nè. Đừng có chửi xa anh. Xa xôi quá mà anh tưởng gần sao mà anh làm ăn vậy. Em nói em nghe, bây giờ bà con ngày mai còn lao động nữa, phải cho bà con về sớm chứ em tới trễ quá mà, phải không? Tôi nói, trời đau bụng quá. Nói em nghe là cái tiền đưa em 15 ngàn hồi sáng coi như em đổ xăng thôi, phải không? Bây giờ anh đau bụng quá, ai mở chơi nha. Anh đi giải quyết cái sầu tư bao tử chút xíu. Anh Trung, tôi nói rồi anh đứng lại, anh nói là anh đứng lại, anh nói cho ra lẽ mới được à nha. Tôi không có để yên mà tôi nói rồi á. Thôi thôi khỏi kêu nữa chú Phương à, thằng già đó nó hết thuốc chữa rồi, chú khỏi kêu cho nó mất công chú Phương à. Trời ơi, nhưng mà tôi tức quá thiệt á. Thôi nè chú Phương à, mặc dù chú đến nhưng không có hát được thì thôi tôi đưa cho chú phân nửa tiền lương nè, để đền bù công sức và khấu hao xe cộ cho chú nghe chú. Chị tưởng tôi là cái gì đi chứ hả? Dạ là không hát mà lãnh lương vậy tôi ra còn ra cái gì nữa. Dạ tôi cho chị luôn á. Nhưng mà chị nói với bọn chung á, đừng bao giờ gặp bằng tôi nữa. Chú Phương. Lần cuối cùng, chào chị. Chú Phương. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nó ngủ nữa. Như vậy sao tôi làm ăn nông nổi đây nè trời. Mất. Kính thưa quý vị khán giả ân nhân kính mến, đêm nay là đêm diễn thứ hai của đoàn nghệ thuật tổng hợp Sống Ngàn Nơi với một chương trình đặc sắc và hấp dẫn ăn khách nhất ngày nay. Mày làm gì đó? Dạ, quảng cáo. Mày quảng cáo mà tao tưởng mày gây lộn với khán giả chứ. Mất. Dạ. Mày làm ăn cái kiểu này mày coi được không mày? Dạ, làm ăn kiểu này là sao không? Mày còn hỏi tao nữa hả mày? Trời đất thánh thần thiên địa ơi, tao kêu mày quảng cáo mày ngồi mày ngủ gì vậy? Làm sao tao làm ăn ngốc đầu lên được mày? Vậy ông bầu nghĩ coi, mới có 2 giờ chiều là ông bầu kêu ngồi quảng cáo. Giờ này 9 giờ tối rồi mà chưa hát. Tôi hỏi con người ta làm sao con chịu nổi chứ. Sao chịu không nổi mày? Tại sao? Máy móc làm mà còn có lúc nghỉ. Con bầu bắt quảng cáo hoài không có cho nghỉ. Mà phải chi quảng cáo có người nghe còn đỡ. Lần này quảng cáo không có con ma nào nghe hết thì ngủ cha nó cho rồi. Ê, Mất à? Dạ. Ông Miễu rồi con. Dạ. Ủa mày thích ngủ lắm hả Mất? Cái ngủ là cái trời cho. Nếu ai không ngủ ôm mơ gầy mòn. Ê, mày nói ôm mơ gầy mòn mày nói tao hả? Đục vô mỏ mày bây giờ. Thôi được rồi, mày muốn ngủ lắm phải không? Dạ. Đi ngủ đi con. Cảm ơn ông. Mày đâu á? Em đi ngủ. Ngủ sớm đi con. Dạ. Sáng mai dậy sớm về quê cày ruộng sớm nghe con. Dạ. Ông bầu ơi, mau nói gì? Về quê. Thôi, không ngủ nữa. Thiệt tình à. Không ai coi tụi ra cái trò trống gì nữa đó. Làm ăn cái kiểu này thì gánh nát tụi thế càng ngày càng tàn mát luôn à. Ông bầu đừng có đổ thừa con. Tất cả cái gì cũng tại ông bầu hết trơn á. Tại tao sao vậy? Chứ không phải sao. Do bởi ông mới là ngày nay. Lòng tham không đai thì biết sao lường. Khi người ta tới chẳng ngừng muốn đi cho rồi. Nên đến giây phút này ông thấy thương đau. Sao? Mày nói thương đau mà giờ tao là mày ám chỉ tao hả? Ám chỉ gì? Con nói thẳng à. Nhưng mày nói thật chuyện gì? Chuyện ở Nhi Phương đó. Sao? Khi đến nơi đã ôm cũ đau vì ông, người ta từ xa chạy xuống nơi này. Ông lại nỡ để cho ao dứt ngang chương trình. Không phát lương ông xù như thế sao ông? Tại sao do tao? Tao đi xuống trễ chứ bộ. Thôi ông ơi, con rành ông quá ông ơi. Rành sao? Ông bắn một mũi tên mà trúng tới 2 con ếch lận. Gì? Một là khán giả họ không thể nào trách ông được. Còn 2 là anh Duy Phương phải ngậm bồ hòn mà lá đắng. Đó, rồi bây giờ nè, ông ra ngoài đó đi. Ông đẩy khán giả vô, họ cũng không vô, nói gì đến mua vé vô. Trời, vẫn chơi hoài, sao không vô mày? Tại chưa tới giờ nữa chứ. Trời đất ơi, 9:20 rồi mà còn chưa tới giờ nữa trời. Đúng rồi. Ông bầu ơi, con nhớ rồi. Nhớ sao? Khán giả ở đây họ đi làm về trễ lắm à. Hả? Họ đi làm tới 8 giờ tối họ mới về lận á. Vậy hả con? Dạ, thiệt mà. 8 giờ họ về nè. Cái họ tắm rửa xong rồi cũng 8 giờ rưỡi nè. Cơm nước xong xuôi chứ cũng 9 giờ nè. Đúng rồi, giờ này 9 giờ hơn rồi chắc họ... Họ đang tới phải không con? Dạ, tao biết lắm mà. Dạ đúng rồi, họ đang ngủ á. Cái gì? Mày nói cái gì? Mày sổ lát hả? Mày sổ lát hả? Ông Trung à, nó nói đúng chứ có nói sai đâu mà sổ với lá. Kìa, bà xã sao rồi? Hát được chưa? Hát được rồi. Phải vậy chứ. Mất. Dạ. Chuẩn bị hát con. Dạ. Nói mấy đứa đó chuẩn bị nhanh lên. Dạ. Chuẩn bị nhanh lên đi con. Lẹ đi nghe. Bao nhiêu vé rồi bà?
cũng đỡ lắm rồi. Tổng cộng hai vé nhỏ, ba vé lớn. Vậy là tổng cộng có 5 vé à? Trời đất thánh thần ơi. Gì trời? 5 vé mà hát cái đủ gì trời? Kêu chuẩn bị. Thì tôi kêu chuẩn bị để dọn á, chứ ở đây hát là ai coi nữa mà hát. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Ông còn hỏi nữa hả? Ông ra phòng vé thì ông sẽ nghe họ chửi kìa. Ra đó mà nghe đi. Làm gì chửi? Ra đó đi rồi biết chứ gì. Họ nói ông là một tên lưu manh, tên lường gạt, núp bóng cái đoàn ca nhạc tá hình này để làm điều bỉ ổi. Mà mình làm gì mà ta chửi tôi dữ vậy ta? Chửi ông là đỡ à, chứ họ còn đánh ông nữa kìa. Ông Trung ơi, từ lâu tôi đã nói ông làm ơn về ngay đeo chánh để lo làm ăn. Bà sao la lối cho rùm beng lao nào, thì tôi cũng nghĩ đến thân mình thôi. Đáng lo đi, nếu như không giống lỡ mai quá già, cái đầu ra của để lo thân mình. Nè bà ơi, nè ông nói như vậy không lẽ trên đời này bao nhiêu người làm ăn đàng hoàng họ đều chết hết à? Chỉ có ông và tất cả những người gian xảo sống trên thế gian này nè, chết không có chỗ để chôn thôi hả? Thôi đừng có nói nữa, mệt lắm rồi. Gì mệt? Mặt xác tôi dữ vậy, khác không được thì dọn đi chỗ khác, làm gì dữ vậy? Hả? Mất. Dạ. Mất đâu rồi? Dạ, hát hả ông? Hát hả? Hát vô mặt mà chứ hát hả? Dạ. Giỡn mặt tao hả mày? Dạ sao? Xuống đồ, chuẩn bị dọn. Nè, dọn. Trời ơi, mới có một tháng mà hát 28 bến rồi trời. Làm gì chậm đi à? Ông bầu ơi, ông bầu, anh em tụi tôi đi làm sao đi ông bầu? Thì leo đại lên đi, đống xe không đủ rồi leo lên mui kìa, còn không đủ nữa là đi bộ. Trời ơi, ca sĩ gì mà đi bộ, làm sao người ta đi nổi không? Sao không nổi mày, ca sĩ mày làm như bác sĩ vậy á. Đi có xa không mà bắt anh em tụi tôi đi bộ? Đâu có xa xôi gì đâu, có 4-5 cây số chứ gì. Trời đất ơi, cái kiểu này mà hát sướng gì nữa nè trời. Ê, làm gì càng nhằn như vậy, thấy khán giả bu không? Trời ơi trời, cũng may là nó chưa phải là ngôi sao đó trời. Nếu nó ngôi sao nó xẹt tôi đuôi mắt rồi à. Ai mà chịu nó nổi trời ơi trời. Chưa có cái gì mà bài đặt làm khó nữa. Không phải là làm khó, mà ông thấy từ hồi nào tới giờ có đoàn nào như vậy không chứ? Hai đứa hợp đồng nữa, quậy tao hay sao đây? Bữa chót mà quậy hay sao đây? Sao lại không có? Mình đi chê đoàn này thì đi kiếm đoàn khác đi, nghỉ đi. Cái gì? Tưởng ông nói làm sao chứ ông nói như vậy hả? Ở đây ăn vàng tôi cũng không ở nữa. Nè, bỏ đồ tôi xuống đi. Trời, hù á? Tụi bay hù ta hả? Thấy ta nghèo quá hù á? Chưa chắc không có tụi bay ở đoàn này đã. Nghĩ thì nghĩ đi, bỏ đồ tôi nó xuống. Chơi à? Chơi luôn. Bỏ đồ tôi xuống đi tao. Ông Trung ơi, là ông Trung, ông định kéo dài cái tình trạng này tới chừng nào nữa đây? Tình trạng gì? Bà không thấy à? Tụi nó trả treo với tôi vậy đó. Mai tụi nó chưa phải là ngôi sao ai chịu nó nổi. Nó coi tôi là trưởng đoàn đâu, mà thấy không? Thì tại ông sao người ta mới vậy chứ. Nếu ông đàng hoàng ai dám coi thường ông hả? Phải không? Ê, bây giờ bà binh tụi nó phải không? Không phải là tôi binh, nhưng mà tôi nói theo lẽ phải thôi hả? Thôi không có nói nhiều nữa, cho tụi nó nghỉ là tụi nó nghỉ, còn lại bao nhiêu hát bao nhiêu. Tài xế nổ máy. Ông bao đâu rồi? Ông bao đâu? Cho tôi gặp ông bao coi. Ai bây giờ này kiếm tôi đó? Tôi nè. Ủa chị Tư. Ê, chị Tư kiếm em có chuyện gì không chị Tư? Ê ông bầu, bộ mua 30 kg gạo thiếu rồi tính xù hay sao mà dọn đi không nói tiếng nào hết trơn vậy? Dạ chị Tư thông cảm, đáng lý ra là em phải trả cho chị, nhưng mà chị cũng biết tụi em hát không được mà. Hát không được rồi tính trốn không trả hay sao? Đâu phải là trốn mà không trả chị Tư. Tư đừng nói vậy tội nghiệp em. Em tính là qua bến mới đó, hát đêm đầu xong lại mang tiền trả chị liền. Trời ơi, gánh hát gì mà kỳ vậy? Chẳng những ông bầu mua thiếu, mà công nhân, hậu đài, cái gì đó, nhậu cũng thiếu, không trả tiền nữa. Ai nhậu thiếu? Hả? Đứa nào nhậu thiếu không trả chị? Nói đi, tôi đuổi ra liền, đứa nào? Thằng báo xu với ai? Hả? Con ông á, nó dẫn anh em trong đoàn ra nhậu, rồi không trả tiền. Trời ơi trời, cũng thằng quỷ đề nữa à. Nó ở đâu rồi? Thằng xu đâu? Thôi đi ông ơi, ông là đầu tàu mà còn chưa nên thân, thử hỏi ông dạy ai cho được. Dạ chị nói gì tội nghiệp em chứ, em là người đàng hoàng nhất đoàn mà chị. Cười cái gì? Ủa tao nói không đúng sao tụi bay cười? Cái gì cười? Đuổi hết tụi bay bây giờ à? Đứa nào nhậu với thằng xu mà không trả tiền gì tao vậy? Đứa nào? Nói nghe coi, đứa nào? Thôi đi, mấy đứa nhỏ nó không có tiền, coi như tôi cho nó. Còn ông, bây giờ ông tính sao? 30 kg gạo nè, 5 hũ
chao nè, 1 lít nước tương, 15 cái trứng vịt. Ông tính sao đây? Tính sao đây? Dạ chị Tư, nó nhỏ nhỏ giùm em. Dạ khán giả bu đông coi kỳ quá. Dạ chị Tư ơi, đoàn em nghèo quá, xin chị xót thương hoàn cảnh bi đát của tụi em, rồi tổ nghiệp sẽ phù hộ cho chị Tư mà. Tổ nghiệp gì mà phù hộ? Dạ tổ nghiệp mua bán. Dạ trời ơi trời, mua bán mà cũng tổ nghiệp nữa sao? Dạ có chứ chị, mỗi nghề đều có tổ hết trơn á trời á chị. Thôi đừng có xạo đi ông. Dạ em nói thiệt mà, em mà nói gian nó nghe tổ lấy nghề em đi. Trời, ông mà cũng có nghề nữa sao? Dạ có chứ chị, làm bầu cũng có cái nghề của làm bầu chứ chị. Mà thôi, bây giờ có trả hay không? Nếu không thì đi lên công an với tôi. Đây. Ê, chuyện gì vậy chị Tư? Có chuyện gì từ từ nói mà chị Tư. Từ từ đi. Sao được mà dạ. Từ từ. Mua đồ người ta thiếu, rồi bây giờ tính xù luôn hay sao? Mà biểu tôi từ từ. Thu được bao nhiêu tiền tính đi em trả cho chị mà chị Tư. Tính đi. Tổng cộng là 80 mấy ngàn. Nhưng mà tôi lấy 80 ngàn thôi. Dạ đây nè chị Tư, em trả chị nè, đừng có buồn nghe chị Tư. Bà bầu nói chuyện nghe được ghê vậy. Dạ. Ai như ông bầu, dạ. Tôi chưa từng thấy. Dạ. Đi đi, đứng nào lúc đất à. Ông nghe tôi hỏi nè, hồi chiều ông lấy tiền tôi, ông nói ông trả tiền quán rồi tiền đó ở đâu? Nói đi. Thì trong túi này chứ đâu. Sao không chịu trả cho người ta? Thì tôi tính xù được đồng nào đỡ đồng lấy chứ bộ. Ê, trời ơi là trời, trên đời này chỉ có một người như ông hà ông Trung ơi. Trời, đứa nào làm ăn cái kiểu này kỳ vậy? Đứa nào? Chuyện gì đó ông bầu? Chuyện gì nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, nào treo cái phong rồi đây hả? Dạ con chỉ huy treo. Treo vậy đó hả mày? Dạ. Hả? Dạ sao? Mày treo vậy đó hả? Dạ sao? Mày coi được không? Dạ. Mày dòm giống như là cái lưới người ta đánh quần vợt kìa. Dạ ông bầu thông cảm đi. Đồ đạc rồi nó hao mòn dần ông bầu ơi. Treo lên cao rồi nó hở ở dưới, mà treo sát dưới rồi nó hở ở trên. Đành kiểu vậy thôi. Mày nói nó hao mòn hả? Dạ. Trời ơi cái phong trắng mà nó cũng hao mòn nữa sao con? Dạ. Thì mỗi ngày nó rách chút, nó rách riết, nó còn con khúc. Đúng là nuôi tụi bay là nuôi ông tay áo mà. Dạ. Trời ơi, kiếp trước tao bắt nợ tụi bay dữ lắm nên giờ này gặp quan gia nè. Dạ. Cái phong trắng mà còn bảo vệ được nữa. Trời nói thiệt với ông bầu, thương bản thân con chưa bảo vệ nổi nữa. Uống gì cái phong trắng ông bầu. Tháng này cứ dọn tới rồi đi, có hát được đêm nào đâu. Cà phê cũng không có uống, thuốc hút cũng không có, cơm mà bữa có bữa không. Con nói thiệt là chắc hết theo anh hát nổi quá ông bầu. Theo ông nổi thì có quyền nghỉ con. Con nói thiệt với ông, không phải riêng con đâu. Tất cả anh em còn lại, họ đều quải dữ lắm rồi đó. Họ chỉ chờ hát 1-2 đêm mới có tiền xe, họ nghỉ liền. À, thì ra là như vậy. Tụi bay chỉ chờ có ngày đó thôi chứ gì. Bởi vì tao biết lắm mà. Tất cả tụi bay, không có ai là trung thành với tao hết á. Chỉ trừ có Kim Ngân múa lửa thôi. Hả? Trời ơi, Kim Ngân trung thành với tao dữ lắm. Nhưng mà bây giờ này, Ngân nghỉ rồi, đáng tiếc. Mà sao cô Ngân nghỉ vậy ông? Cũng tại vì... Dạ? Ê, mà chị có người lớn mà hỏi chi vậy mày? Hả? Thì hỏi cho biết. Không cần người biết mày. Tất cả cũng tại bà mày hết á. Nếu không có bà, thì Kim Ngân đâu có nghỉ. Thì tụi tao đâu có trắc trở như thế này. Có lẽ giờ này... Tao với Ngân đã là quyền vương ở tận trống cao. Khi mỗi đêm tao đã Ngân múa thì thôi hạnh phúc biết bao. Đời như thế có ai mà hận được tao nè. Nàng là tiên nga ta được kê bên. Ôi vui sướng biết bao, tao cũng khỏi phải lo. Đã có Ngân bên mình thì còn gì hơn để mà ước ao. Giống như một vị vua. Ê, gì mày cười vậy mày? Bắt bố hả? Bắt bố sao cười dữ vậy? Ông bầy, ông bầu mơ mộng quá rồi. Ông để ý người ta chứ chắc gì người ta để ý tới ông đâu mà ông mơ mộng dữ vậy. Sao không có mày? Trời ơi, tao biết nàng rất thích tao. Nhưng mà tại vì có kỳ đà cán mũi đó nên nàng không dám thổ lộ tình yêu với tao thôi. Có hỏi ông như sao ông biết người ta thích ông? Mày ngu quá. Làm sao mày có bồ bịch được? Mỗi khi mà người ta có tình ý với nhau đó không? Chỉ cần nhìn cặp mắt là tao đủ hiểu rồi mày. Mà nhìn mắt làm sao biết được ông bầu? Biết được chứ mày. Mày biết sao không? Dạ sao? Bởi người thầm yêu con mắt hay đen thùi, liếc thùi
biển ở bên trái hơi nhiều nên còn trong đèn thấy y như mù. Tao nhìn Ngân, tao biết Ngân yêu tao rồi, nhưng mà cô ta thôi không đánh lời. Ngân giúp ông ơi, cái mỏ ông sưng bây giờ làm gì sưng mày? Trời đất ơi, tao yêu Ngân nè. Tao nói tao yêu Ngân, ai dám làm gì tao? Mày bữa tao nín. Tao nói thiệt nha, nếu bà mà ra đây đó, tao cũng nói gì thường. Sao? Đâu có... Ông nói cái gì? Ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe coi. Nói nghe coi. Gì nói? Dạ trời ơi. Đau đau đau. Trời, có gì từ từ tôi nói cho bà nắm bà kéo lỗ tai tôi vậy. Rồi sức ra cái gì tôi nghe. Nói đi, nói cái gì? Nói tôi nghe coi ông nói cái gì. Nói cái gì? Tôi nói gì đâu. Tôi nói là lúc Kim Ngân nghĩ tới nay đã gánh hát mình hay suy sụp, nên tôi định kêu cô Ngân về hát lại. Chứ tôi đâu có nói gì đâu, đâu có nói. Đừng có lẻo mép. Lúc mới bước ra đây tôi nghe ông nói ông yêu, yêu bà yêu ai. Trời ơi, trời ơi, tôi có nói yêu ai đâu. Tôi thề à. Tôi nói là có đó, là có đó. Thì có chứ làm gì dữ vậy. Ông nói ông yêu ai, nói đi, nói. Thì tôi nói tôi yêu bà chớ ai. Sao? Ở đây đâu, đâu có ai hơn bà. Lấy cái mỏ vô. Thì tôi yêu bà chớ yêu ai. Bà thấy ở đây, đâu có ai hơn bà. Tôi yêu bà chớ yêu ai, ai hơn bà nữa đây. Ông đừng lắc lư. Lưỡi không xương có ai tin lời. Vừa ra hồi nãy ông nói khác mà. Tao nói cái gì mà khác vậy? Mày im mày. Ông im á, ông im để cho nó nói. Mó, nói cho bà nghe, ông mày nói sao? Nói sao? Dạ thưa bà, hồi nãy ông nói vậy nè. Ông nói rằng đã yêu. Ông đã yêu. Yêu bà. Ông nói trời ơi, ông nói rằng đã yêu. Tao nghe rồi. Thì tao có nói yêu, nhưng tao yêu bà mà mày. Ông nói rằng ông đã yêu. Thì tôi yêu bà chứ yêu ai. Trời ơi. Bà vậy ông con. Bà ông nói yêu bà lắm bà ông con. Đàng hoàng, nói đàng hoàng. Chút nữa đi ăn hủ tiếu. Dạ đúng rồi. Ông nói ông yêu bà dữ lắm. Hai tô. Thôi dẹp đi. Thầy trò mày có một khuôn à. Mày đi vô. Vô mày. Dạ con vô. Dạ thưa bà. Bà nhắm coi đêm nay hát nổi không bà? Nhắm cái con khỉ khô á. Mở cũng không hát nổi nữa chứ đừng có nhắm. Rồi tiếp tục móc bọc nữa rồi. Mà không sao, chốt cho hủ tiếu ăn rồi. Cho mày ăn cắn chổi với ăn hủ tiếu. Bà vậy? Bữa đêm nay tệ lắm sao bà? Không còn tệ nữa mà thuộc về quá bèo á. Cũng bởi vì tiếng tâm của ông nó gian dội quá nên nó mới vậy đó. Thôi đừng có móc lò nữa mà cũng tại bà một phần nữa đó. Tại tôi sao? Sao mà tại tôi? Nếu như mà bà không có ghen tương á thì Kim Ngân đâu có nghĩ, thì đoàn mình đâu đến nỗi gì vậy. Ông im mà nghe. Ông đừng có nói à. Một hồi là máu tôi nó lên là ông chết với tôi à. Chương trình đoàn chỉ có tiết mục đó là có thể kéo khách. Tối ngày ông cứ thò tay mặt, đặt tay trái. Ông rù, ông cuốn giết nó rồi nó sợ nó trốn luôn. Rồi bây giờ ông đổ thừa cho tôi. Mà thôi đừng có cãi nữa. Kêu tụi nó xuống đồ, chuẩn bị dọn. Dọn đi đâu bây giờ? Thì dọn đi kiếm chỗ khác hát chứ đi đâu. Ông có dọn lên trời cũng không có hát được nữa. Chứ đừng có nói dọn đi đâu bây giờ. Tiếng tâm của ông nó vang khắp nơi hết rồi. Ông đi đâu thì cũng chịu thảm cảnh như vậy thôi hả? Tôi làm gì mà có thảm cảnh giống nữa. Trời đất ơi. Gì? Mà tôi chứ có làm gì nữa đó. Thì tôi cũng vì bà nè. Vì anh em trong đoàn nè. Không ai hiểu cho tôi hết á. Mà cứ trút đổ lên đầu tôi không à. Ai cần ông phải làm như vậy. Tôi chỉ cầu xin ông nên chấm dứt cái trò bị bộm đó đi. Làm ăn cho đàng hoàng lại. Khán giả bây giờ trình độ hiểu biết của họ rất cao, chứ không có thấp kém như ông tưởng như vậy đâu. Cao, cao đâu ông thấy. Mà cứ bị cú lừa của tôi hoài. Đúng là họ đúng, tôi lừa lắm. Đúng rồi, đúng là họ bị ông lừa. Nhưng sao? Nhưng mà hậu quả thì tôi chưa thấy. Còn ông thì bây giờ á ha, đã chịu hậu quả rồi đó ha? Còn thì mà gì? Nếu nói nữa đó tôi rã đoàn đó nghe. Ông rã một chục đoàn tôi cũng không có sợ nữa. Chứ đừng có nói một đoàn. Cùng lắm là tôi về quê tôi ở với má tôi thôi. Nhưng mà tôi chỉ tội nghiệp cho anh em trong đoàn nè. Người thì ở đông, kẻ thì ở tây. Rồi không biết họ sẽ ra sao. Vậy là bà quan trọng tụi nó hơn tôi phải không? Cũng không chừng là vậy lắm à. Bữa nay bà
bà lại dám ăn nói với tôi như vậy đó hả? Được rồi, chống của bác coi tôi hành động nè. Ê, ông định làm gì tôi? Hãy đợi đấy. Bác. Gì vậy? Bác đâu rồi? Định nhát bác. Dạ đây, dạ đây, dạ đi ăn hủ tiếu à ông? Thôi qua. Mày chọ vô mặt mày ăn hủ tiếu hả? Đi kêu hết anh em lại. Chi vậy ông? Kệ tao. Biểu đi thì đi, làm đi. Dạ dạ. Ông định giỡn trò gì nữa đây? Hả? Tôi họp đòn đó. Lẳng nhắc. Vì không cái vợ chồng cái lộn kêu ra họp đòn. Kệ tôi. Tôi là trưởng đòn. Tôi muốn làm gì tôi làm, muốn họp gì nào họp à. Làm gì trưởng đòn là ngon lắm vậy đó. Không ngon gì mà ai ngon hơn không được nha. Dạ thưa ông. Đoàn quân xúc rét tới. Trời. Cảm động quá. Báo cáo trưởng đoàn, tổng số 15 hiện diện 8 vắng mặt năm, 3 nhậu xỉn vậy ông nội, thằng Su với thằng Bin đi theo gái. Tổ nghiệp ơi, ngó xuống coi nè trời. Trời ơi, còn ra cái thể thống gì nữa nè. Coi kìa, trời đất ơi, y như là đoàn người tị nạn không bằng á. Ê Mót, mày nói tổng số 15 hiện diện 8 vắng mặt năm, vậy còn hai đứa nữa đâu? Hai đứa nó không dám chạy. Hai đứa nào mà ngon quá vậy ta? Ngon đến nỗi mày không dám chỉ gì mất. Dạ, hai đứa đó ngon thiệt à. Ngon lắm phải không con? Dạ. Chỉ cho tao, tao ra lệnh mày chỉ. Con chỉ nha. Chỉ đi. Dạ. Ông đứa, bạn đứa. Mày dám kêu tao là đứa hả? Ông hỏi hai đứa, con chỉ hai đứa sao? Mày là thằng quỷ nha. Tao chỉ tẩu mày bữa nay nghe chưa? Nghe chưa mày? Rồi, ông bạn ơi. Đó. Anh em coi đó, thét rồi tới cái thằng không ra gì mà nó coi tôi cũng chẳng ra gì luôn. Chứ ông có ra gì đâu mà ông vậy nói... mà gì nữa, giờ này là giờ của tôi làm việc nha. Thưa anh em, hôm nay tôi mời anh em ra đây là có một số vấn đề muốn bàn với anh em. Rồi, muốn xin lương thì nói đại đâu nói. Không phải, bữa nay không phải xin lương. Có lương đâu xin. Đúng. À, không, ai mới nói câu gì đó? Có ai nói gì đâu, nãy giờ ông nói không chứ có ai nói gì đâu mà ông hỏi. Bà im. Gì? Giờ này không phải là giờ của bà. Sao mà đàn áp hoài hả? Thưa anh em, hôm nay tôi xin nói thẳng rằng, nhìn sự bể rạc của đoàn hát, tôi chịu hết nổi rồi. Ông bầu ơi, ông chịu không nổi, ai mà chịu nổi. Đúng. Nên, anh em không cười. Anh em đừng cười trên sự đau khổ của tôi. Vì thế cho nên hôm nay, tôi xin tuyên bố rằng, kể từ ngày mai, tôi sẽ giải tán đoàn. Thôi im. Im hết cho tôi. Tại sao gì kỳ vậy? Tại sao đi làm nghệ thuật đang lý ra đó thì giải tán đoàn anh em buồn? Tại sao anh em vỗ tay vui cười vậy? Tại sao? Tại sao? Tại vì tụi tôi theo ông làm nghệ thuật mà có thấy nghệ thuật gì đâu. Toàn là lường gạt gian xảo không à. Trời ơi là trời. Tại sao là như vậy được? Tại sao anh em đối xử với tôi như vậy chứ? Gần 30 năm làm bầu, tất cả tôi vì anh em mà, tất cả tôi đều vì nghệ thuật mà. Để tôi lau nước mắt cho. Nhưng tại sao? Tại sao hôm nay anh em đối xử với tôi như thế này? Anh em có biết rằng bao nhiêu vốn liếng tôi đều bỏ vô đây, bao nhiêu tài sản tôi đều trút vô gánh hát này. Trời ơi, trời ơi. Anh em nhớ đi, nhớ kỹ lại đi. Tháng 2 năm rồi nè, mới đây nè, tôi bỏ vô một chỉ 6 để mua phong màng. Con Ngọt biết rồi. Đến tháng 6 rồi thì tôi bỏ vô 2 chỉ để tôi đi chung. Cách đây 1 tháng nào không có xa xôi gì hết trơn á, tôi dám bỏ vô 8 phân để trả nợ nè. Còn mới đây nè, mới thất thì đây nè. Thôi, để vô buồn rồi kể tôi nghe. Không, bà mới để tôi nói hết. Tôi phải nói hết để cho anh em nghe và hiểu tôi mà. Có anh em nào nghe mà nói. Nhưng mà tôi bắt buộc anh em phải nghe. Có ai đâu mà nghe, họ đi hết rồi. Cái gì? Đi ngủ hết đi rồi. Đi hết rồi hả? Ừ. Lâu chưa? Xin chào ông bà trưởng đoàn. Anh ba ngồi anh ba. Dạ. Cảm ơn.
Dạ chào anh ba. Anh ba mới tới. Thôi để tôi vào lo nước để cho anh ba uống. Thôi thôi thôi. Dạ. Khỏi đi chị cho mất công. Ủa, hôm nay đoàn không diễn hay sao vậy ông trưởng đoàn? Dạ anh ba ơi, ế quá sao diễn được anh. Tôi đang chuẩn bị dọn đó anh. Thôi thôi, anh khỏi phải dọn đi đâu cho nó mất công hết á. Đi đâu rồi thì cũng phải chịu cái cảnh như vậy thôi à. Anh nói vậy có nghĩa là sao anh ba? Thú thật với anh là từ trước đến nay trong quản lý văn hóa, chúng tôi đều biết cách làm ăn của anh hết trơn. Nhưng vì thông cảm cho đoàn nó quá nghèo, hôm nay thì chúng tôi không thể nào ngồi im để nhìn nữa. Nên tôi đến đây để gặp đoàn, hay là nói đúng hơn là để gặp anh. Anh ba nói vậy thì tội nghiệp tụi em chứ. Xin lỗi anh, anh cứ để cho tôi nói hết cái đã. Dạ dạ anh nói hết đi anh. Cái chuyện làm ăn á, với cái cung cách treo đầu dê mà để bán thịt chó, bây giờ nó không còn đất để mà sống nữa đâu anh. Vì thế tôi có ý tôi khuyên anh, nếu như có tiền thì anh làm lớn, còn không tiền thì làm nhỏ. Chứ anh đừng có cầm cái chén mà anh la làng đó là cái tô. Tình hình đó nó sẽ làm cho bao nhiêu người xem vô cùng phẫn nộ đó anh. Em biết chứ anh ba, nhưng mà tại vì em nghèo quá cho nên... Thôi thôi, anh nên nhớ rằng nghèo không phải là một cái tội, nhưng lường gạt thì mắc tội đó. Vì thế cho nên tôi kết luận với anh như thế này, nếu cảm thấy làm ăn đàng hoàng được thì làm, ngành văn hóa chúng tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình. Còn nếu mà anh kéo dài cái tình trạng như trước đây á, thì buộc lòng chúng tôi phải để đoàn tạm ngưng hoạt động. Ê đừng anh ba, tôi tội nghiệp em mà anh ba. Em hứa sẽ làm lại từ đầu đàng hoàng mà anh ba. Đúng rồi đó anh ba, anh ba cũng thông cảm cho đoàn, mà nhất là anh em lớn nhỏ trong đoàn rồi đây họ sẽ ra sao anh ba? Vậy thì chỉ còn cách duy nhất á, dạ, sao, là ba? Phải làm ăn cho đàng hoàng, cho nghiêm túc. Dạ dạ, dạ em hiểu, em hiểu. Từ nay em hứa với anh là em sẽ làm ăn lại đàng hoàng và làm từ đầu lại. Dạ. Tốt lắm. Dạ. Nếu mà anh đã biết nhận thức được cái chuyện làm sai trái của mình, thì tôi mong anh hãy làm lại những gì mà anh đã đánh đổ trước đây. Dạ dạ dạ, dạ cảm ơn. Em xin hứa, em xin hứa anh ba. Thôi thôi vậy là tốt lắm rồi, tôi xin phép anh chị tôi về nha, và tôi sẽ đợi tin của đoàn sau. Dạ, thôi anh, tạm biệt anh chị. Anh ba về dạ, gửi lời thăm chị ba anh ba mấy đứa nhỏ nữa anh ba. Dạ dạ. Alo 11, alo 22, alo alo. Kinh thưa quý vị anh. Dạ thôi thôi mót. Dạ tắt máy đi con. Ủa lại đi ngồi uống trà với ông này mót. Trời đất ơi trời, sau này chuyển hệ kêu mình uống trà nữa ta. Ông sao hôm nay ông buồn quá vậy? Ông không buồn sao được mày, mày nhìn cái cảnh như vậy rồi mày biểu tao vui thì sao tao vui được? Cũng tại ông hết á, phải lúc trước ông chịu nghe lời bà, nghe lời anh em thì ngày nay đâu có ra nông nổi như vậy đâu. Tao nói thiệt với mày nghe, trước nay tao cũng biết việc làm của tao là sai trái, không có đúng phải không? Nhưng mà đoàn nghèo quá mày, nếu mà không làm như vậy đó thì sao được? Tao tính liều một vài chuyến thôi để cứu vãn tình hình, nhưng mà ai có ngờ đâu càng ngày nó càng lúng, hậu quả đó là như vậy. Bây giờ tao ăn năn thì đã muộn rồi, muốn làm lại cũng không biết làm sao mà làm nữa đó. Từ hồi nào tới giờ tôi mới nghe ông nói được câu này đó, chứ phải chi mà ông nói được từ sớm thì sự việc đâu có ra nông nổi như vậy đấy. Thôi bà tôi hối hận lắm rồi bà. Nếu biết hối hận thì tại sao không làm lại từ đầu đi hả? Làm cái gì nữa mà làm, tất cả anh em bây giờ có ai mà còn tin tưởng tôi nữa đâu mà làm. Ông yên chí đi, nếu ông thật tình muốn làm lại thì con tin tưởng là không có ai bỏ ông đâu. Nhưng mà đối với các nghệ sĩ trước đây là từng bị ông lường gạt thì dễ gì mà họ chịu bỏ qua cho ông đâu con ơi. Ông yên tâm đi, nếu ông đã thật giả ăn năn thì tôi tin rằng anh em sẽ không cố chấp đâu. Nhưng biết ông có thiệt tình hối cải hay không đã. Trời ơi, đến giờ này bà không tin tôi nữa sao? Nếu bà không tin tôi thề cho bà coi nè, nếu như tôi có sai lời cho tổ nghiệp. Thôi 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 đi, có cái tật hệ hở ra là kêu tổ nghiệp ra mà thề, tật đó xấu lắm, bỏ đi. Rồi được được tôi bỏ, nhưng mà tiền bạc đâu để mà làm đây? Ông yên tâm, từ lâu tôi còn cất giấu riêng một số tiền, nay tôi đưa cho ông để lo công chuyện đó. Ủa sao từ lâu rồi bà đó hết rồi không còn cách nào hết? Thì bao nhiêu đưa cho ông mà còn. Giả lại tôi đây á, là phòng khi đoàn có gì thì tôi sẽ đưa cho anh em mỗi người chút đỉnh tiền xe để họ về quê. Nay đưa cho ông hết, coi như sinh mạng của bao nhiêu anh em trong đoàn tôi giao cho ông đó. Ông liệu sao coi được đó thì liệu. Bà yên tâm đi, từ nay tôi gắn hứa ông làm ngay, thầy không gian dối để bao người thân. Quyết tâm dừng chi để lo cho đoàn, không như lúc trước nói y hát thờ dối trá lòng lừa lòng gian hoa ác ôn. Từ nay gánh hát hết cơn trần ai, vì ông đã hiểu rõ đâu đường ai. Ta nên tiến bước cho nên đẩy lùi, sống sao cho đáng xứng danh với người, đừng vì lòng tham. Được, xin hứa với bà, từ nay có chết không bao giờ gian dối nữa đâu. Tôi sẽ làm lại từ đầu.
con cha. Ta dòm kìa. Làm một hồi ta tưởng là tao với mày người về từ giải quán à. Cãi nó mà không ơi, ai nói gì nói, miệng mình không có là được rồi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thôi, kêu hoài à. Cái hoài à. Nằm à. Nín đi. Dạ, nín, nín nè, con từ từ con nín nha. Ông Bảo ơi. Gì? Mình đi Sài Gòn lần này con thấy cô bộ ngon hơn mấy lần trước ông Bầu ha. Thôi đừng có nhắc chuyện mấy lần trước nữa mày ơi. Trời ơi, phải nhắc chứ ông Bầu. Có xưa mới có nay mà. Nhưng mà tao yêu cầu mày không có nhắc chuyện cũ nữa nghe chưa. Nó bắt cỡ lắm. Dạ thôi không nhắc. Ê, ông Bầu Bầu, nó kìa. Nó nào, chị mày hai vợ mày. Dạ không, mà phải gì Phương. Đâu. Nó mà mới chạy qua đó, chạy trước đó. Rồi, tao thấy rồi, xin luôn. Nhanh giùm coi. Trời ơi, nhanh liền nhanh. Lẹ đi. Lẹ thì lẹ, từ từ ta lẹ chứ. Nhanh lên. Trời ơi, xích lô, gọi xích lô đạp. Ông làm như là xe taxi ông bạn. Đội theo xe Honda. Thôi ghé vô đi. Chi vậy? Biểu mày ghé vô thì mày ghé vô đi. Mà ghé vô làm cái gì? Ghé vô. Ờ ghé thì ghé. Rồi đó. Xuống đi mày, xuống đi. Chi vậy cha, không tự nhiên đuổi xuống. Leo lên trước rồi đi. Lên trước rồi. Ờ. Rồi, lên luôn. Tao lái. Ê, chạy nổi không ba? Leo lên rồi sẽ thấy. Mày có lực sĩ chỗ tay nè. Lực sĩ gì em bầu? Lực sĩ tâm sĩ răng mày. Nè. Đó, thấy chưa? Đã quá. Đừng có ghi dễ tao nghe. Công nhận ông bầu tài thiệt nè. Trời, xích lô của tôi 10 năm rồi đó. Đây là lần đầu tiên á. Cuộc đời của tao mấy chục năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên nè. Vô, xích lô tốc hành nha, xích lô tốc hành. Dưới buông ghé vô được kìa ông bầu. Được rồi. Để tao ghé vô. Ê, cái thắng đâu? Cái thắng là đằng sau đó. Chỗ nào? Trời ơi, đằng sau đó cha ơi. Ê, tao không có thấy cái thắng. Chết rồi. Chết tôi rồi. Ôi. Bể cái lưng tao rồi. Trời ơi. Thân thể tao đâu còn gì nữa. Ông bầu ơi. Ông bầu có sao không ông bầu? Có trăng chứ còn sao gì nữa. Trời ơi, tôi cũng lạ đầu gối rồi nè. Mày chết cũng được nữa. Xe gì mà không có thắng gì hết trơn á. Ai nói ông không có thắng? Vậy chứ cái này là cái gì đây? Xe gì mà chế thắng kỳ quá. Ta chế thắng là đã thắng nè. Hoặc là thắng tay. Thắng chân như Honda vậy đó. Chứ cái thắng gì mà ở sao đích mà sao thắng. Thôi đi ông ơi. Xích lô mà chế thắng tay, thắng chân. Sao không có mày? Xích lô người ta còn chế thắng hơi nữa kìa. Nói chuyện với ông mệt quá đi. Tôi trả tiền đây. Tiền gì đã mày? Tiền xe chứ tiền gì. Ủa, nãy giờ tao chạy mà cũng trả tiền nữa sao? Ai biểu ông chạy, tại ông giành chạy chứ bộ. Nè tiền nè mày. Mới sáng mở hàng gặp toàn là đồ gì không à. Ê, sao có 5 ngàn vậy? 10 ngàn lận. Thì lấy phần nửa thôi chứ. Còn một nửa không tao chạy gì. Trời đất thánh thần ơi, xích lô mà cũng bị bớt nữa. Sao không bớt? Nghệ sĩ mà tao còn bớt nữa kìa, đừng nói xích lô. Trời. Trời ơi, là trời chết tôi rồi. Vô đi. Ông bầu vô gặp ảnh đi ông bầu. Sao tao ngại quá mót ơi. Tao nhớ cái chuyện lúc trước sao tao mắc cỡ quá mày. Hồi trước khác bây giờ khác mà. Vô đại đi. Tao ngại quá mày. Ngại gì không biết nữa. À, bây giờ tao có cách này nghe mót. Cái cách gì ông bầu? Mày đưa tay tao nói nhỏ cho mày nghe. Dạ. Mày nghe không? Không có nghe mà nhột quá. Cái kỳ vậy? Nói thổi lỗ tai nhột quá. Ui tao nói lợi nghe. Dạ. Nghe không? Ê, con thấy được đó ông bầu. Thấy được phải không? Dạ được á. Được thì vô liền đi. Dạ, làm dạ. Liền đi. Nè. Dạ. Khoan đã. Nói sao? Mày cầm 500 ngàn đưa cho nó nha. Dạ. Ông có ở ngoài này chờ tin con ngang. Ừ. Dạ. Anh Nam Âm Phương. Dạ. Xin lỗi, ủa anh là ai? Dạ em là ông ngoại. Hả? Anh ông ngoại? Dạ. Trời ơi, tôi đâu có ngoại đâu hồi nào đâu mà. Ông ngoại ngoại vụ á. À. Quản lý đó. À ngoại vụ hả? Dạ. Ngoại vụ đoàn nào? Dạ. Mà hát ở đâu vậy? Dạ. Còn tôi biết nhiều ngoại vụ lắm à. Dạ. Ví dụ như là bầu Sưng nè, rồi bầu Trung nè, rồi bầu dạ. Hoàng Nhân nè, rồi dạ. Bầu Quế nè, nhiều lắm mà không có, tôi không có nghe có anh là ở đoàn nào. Dạ, hát đoàn này em ngon, dạ. Rồi em hát ở Long An. Hả? Hát ở Long An? Dạ. Ủa mà đoàn gì vậy? Dạ, Đại Nhạc Hội anh. Đại Nhạc Hội. Nhưng mà nói thiệt nghe, đoàn của chú em chứ không phải đoàn của em. À, đoàn dạ. Của ai cũng được,
Nhưng mà miễn là đừng có phải là bầu chung là tôi chịu rồi. Tôi sợ lắm. Anh yên tâm đi, đoàn này của bầu riêng. Chà, cái tên này nghe cũng ớn quá, lạ tai quá. Dạ, bầu mới. Bầu mới phải không? Dạ, mới làm mà nhờ anh xuống giúp giùm. Thôi thôi được rồi. Dạ. Mà tôi sẽ xuống nhưng mà Yên chí. Nhìn cái mặt anh lo ngại là em hiểu ý rồi. Em mau quăng trước cho anh 500 ngàn nè. Đó, có đạn là được xuống rồi. Tôi xuống mà khi vừa hát xong với chú em đưa anh 1 triệu nữa. Biết điều ha, xỉa đạn là tôi vui rồi. Ủa mà sao rành dữ vậy? Dạ biết hết, giá ai cũng biết hết trơn á. Dạ. Được rồi, tôi nhận lời ha. Dạ, anh nhận lời anh làm em cái giấy nha. Trời ơi, làm gì làm giấy chi, bộ không tin rồi phải làm giấy chi hả? Dạ em mà tin anh mà sợ bộ em không tin em. Dạ, khổ lắm. Dạ. Thôi được rồi, tưởng gì chứ. Ngồi đây tôi biết chứ. Dạ. Anh biết chữ không? Trời ơi, chữ không biết ông nội, để tôi viết đây đừng ngồi, phân tâm. Em dở cho vui. Dạ, có nhận tiền ha. Dạ. Đây, hát một suất hát tại Long An phải không? Dạ, Long An. Long An, rồi, ký tên, đó, được chưa, vững lòng chưa? Chữ đẹp quá anh ta ơi. Rồi. Vững rồi, em vững rồi. Dạ, chắc ăn rồi phải không? Dạ. Rồi, chú Quán ơi, tính tiền đi. Thôi. Hả? Trời ơi, bao nhiêu mà dữ vậy? Trời. Để chú em tính. Lo luôn hả? Lo hết. Trời ơi, tốt quá vậy ta. Ủa? Chú em lo hết. Chú em lo? Dạ. Mà chú em có đây không? Dạ có. Anh chờ em kêu chú em vô mà. Thôi chứ kêu không vô, gặp mặt chú đi. Bầu ơi, vô bầu. Kìa, Phương em. Ê, chú em là con này hả? Chính anh nè, chứ còn ai? Thôi, không được đâu. Nè. Trả lại, không có hát nữa. Ê, anh không trả tiền lại, tôi trả tiền lại, tôi không có hát. Ê, anh không nhận, cái vụ này, không nhận à. Tôi thề có mặt anh tôi không hát mà, tôi thấy mặt anh là tôi không hát mà. Tôi nói anh lần cuối cùng không hát là không hát, tôi đi. Phương. Gì nữa? Anh từ nay đã quyền thắng ngay, không phải như xưa rồi. Phương ơi là Phương, anh biết em nên buồn, nhưng bỏ qua đi mà Phương em. Nhưng mà tôi nói với anh là... Thôi đừng nhìn anh tội lắm em, anh quyết tâm không làm điều gì sai như ngày xưa. Hay quá. Anh đã ăn năn rồi, em hãy nên thương giùm cho anh. Trời ơi, tôi nói là tôi rất hiểu anh, nhưng mà anh biết là tôi không có chơi với anh nữa, tôi nghe rõ không? Tôi nói vậy rồi. Không lần này không như lần kia, em cứ yên tâm mà. Lần này không như lần kia, em giúp anh đi mà. Anh hứa không bao giờ như lần kia. Trời ơi, tôi mệt với anh quá. Lúc nào anh cũng nói vậy ra cái miệng thì anh hứa hay lắm. Nhưng mà khi mà tới cái Không, nhất định lần này khác em ơi. Nếu em không có tin anh á, anh thề là láo tổ giật anh đi, tổ lấy nghề anh đi. Trời ơi, anh thề hoài, tôi nghe tôi nóng lạnh quá, thề hoài, trời ơi. Thiệt mà, láo tổ lấy nghề anh đi. Mà lấy nghề gì? Nghề làm bầu của anh chứ nghề gì. Em tin anh đi mà, ráng giúp cho anh đi. Tổ nghiệp sẽ phù hộ cho Phương mà Phương. Trời ơi, tôi nói thiệt nha anh Trung. Tôi thấy anh từ đằng xa là ốc ác tôi nổi rồi. Trời ơi, tôi nói thiệt á, tôi sợ gần chết luôn tôi nói không có nói dối đâu. Tôi giúp đỡ anh đi mà em. Mệt quá, thiệt anh sao nói ngay quá. Thôi được rồi, khỏi nói nhiều vậy đó. Thôi được rồi, tôi xuống. Rồi, cảm ơn em nhiều lắm nghe Phương. Nè, để tôi xuống sớm giùm anh nha. Sớm đó, để cho khán giả thấy em lạng qua lạng lợi để mua vé vô coi. Đây, xuống được rồi, sao có tay lấy tiền đâu, ngồi tôi đây. Quá trời ơi, đó có anh lộn, xin lỗi em. Biểu tôi xuống cũng mới tập vậy nữa. Nè, nhớ xuống sớm lạng một vòng cho khán giả mua vé nghe em. Chứ lúc này miệng dưới tiếng tầm của em gian dội lắm em ơi. Thôi được rồi, chiều tôi xuống sớm, được chưa? Được rồi, tốt quá đi. Thôi mình đi mất, lo công chuyện khác nữa con. Đi nghe Phương. Ngoại đi nghe. Trời ơi, thôi đi. Thiệt tình khổ trong này thiệt. Thôi cũng ráng thử lần này nữa coi sao. Yeah.
cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu một tiết mục mà quý vị đang chờ đợi, đó là Nam Danh Hài Di Phương. Cảm ơn quý vị. Đây cái xe của em đây. À cảm ơn. Đủ không anh chú? Bảo đảm đi dẫn còn... chơi mà. Mệt lắm rồi. Chúc mừng ông trưởng đoàn. Dạ vâng. Rồi chương trình của ông đêm nay là đặc sắc lắm đó nghe. Dạ, làm dạ. Ăn cái kiểu này là sẽ tồn tại đó. Chúc mừng anh. Dạ cảm ơn anh ba. Sáng dịp ngày mai là ngày tất niên đó. Chúng tôi có tổ chức bữa liên quan. Xin mời trước là anh ba, sau là anh em tất cả nghệ sĩ đến chung vui với tôi. Cảm ơn ông trưởng đoàn. Có ăn không? Có ăn không? Bảo đảm. Dạ, ăn uống tôi ít từ chối lắm. Và cũng đánh dấu một ngày tươi sáng nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi. Thưa anh em, tấm chân tình của anh em đã làm cho tôi thức tỉnh về những chuyện không tốt trước kia mà tôi đã làm. Nên hôm nay, tôi đứng trước mặt anh em xin hứa rằng, Hứa gì đó, kể từ nay tôi sẽ làm lại tất cả từ đầu những gì tốt đẹp nhất, tươi sáng nhất, để đưa đoàn sống ngàn nơi càng ngày càng tiến bước trên tương lai và đầy hứa hẹn. Tôi nói thiệt với anh em nha, từ lúc mà chồng tôi làm bầu tới nay tôi mới thấy hôm nay là ngày chồng tôi tốt chứ. Vậy thì mà thưởng cho ông bầu đi. Thưởng liền chứ ngán gì ai. Cảm ơn bà xã, cảm ơn anh em. Vậy hôm nay xin mời anh em cùng nâng ly với tôi. Ủa, anh ba đâu? Anh ba. Mời anh ba. Cảm ơn. À, mời Di Phương. Rồi, cảm ơn anh. Ủa, anh không có mời bà Bảo Quốc hả? Có, sao mà tới trễ quá vậy không? Con đây nè mấy cha. Trời ơi, tới trễ sâu. Bụng ai hết rồi. Đủ mặt hết nha. Rồi. Thì mời tất cả anh em nâng ly mừng xuân mới. Đúng